Xin chào các bác, hôm nay em xin chia sẻ cho các bác một loại dùng để trồng cây, trồng hoa khá là mới, được rất nhiều người dùng hiện nay, đó là túi vải. Tại sao nhiều người không dùng cái chậu nhựa hoặc là chậu xi măng ngày xưa? Đó là vì cái túi vải này nó có rất nhiều ưu điểm. Em xin chia sẻ với bác một số ưu điểm như sau. Ưu điểm thứ nhất đó là giá thành của nó cực rẻ các bác. Một túi vải chỉ khoảng vài nghìn đồng thôi, thay vì chậu nhựa là vài chục nghìn thì các bác chỉ phần bỏ ra vài nghìn đồng, nó rẻ khoảng 1/3 đến 1/4 cái chậu nhựa, nó rất là rẻ các bạn. Đây ví dụ như cái túi này kích thước là 35 x 30, đây 35 x 30, nó chỉ vài nghìn đồng một cái, quá là rẻ. Vì thế phù hợp với những bác nào mà trồng một số lượng lớn. Còn bác nào mà trồng một vài cây, các bác trồng trước cửa để chơi thì các bác nên dùng chậu xi măng, nó đẹp. Còn chậu này, cái túi vải này thì các bác phù hợp với các bác trồng một số lượng lớn. Đấy là ưu điểm thứ nhất là rẻ. Ưu điểm thứ hai đó là rất là tiện các bác. Các bác trồng nhiều, các bác trồng luôn ở túi vải này, thì sau khi ví dụ các bác được hoa được cây các bác bán ấy, thì không phải, ví dụ như các bác không có túi vải các bác trồng thẳng xuống đất thì đến lúc bán thì sẽ phải đào lên để đốn cành đi làm cây bị trột, nó ảnh hưởng đến rễ, lúc đào lên kiểu gì nó bị đứt rễ, nên các bác trồng luôn vào cái túi vải này thì nó sẽ không bị trột cây, rất là tiện, chỉ việc nhấc lên là mang đi bán thôi. Đó là ưu điểm thứ hai. Ưu điểm thứ ba em xin chia sẻ cho các bác đó là nó thoát nước cực kỳ tốt. Đây ví dụ như là cái chậu xi măng hoặc là chậu nhựa này thì nó chỉ có vài lỗ ở dưới đáy này, hoặc cùng lắm nhiều cái nó có thêm một vài lỗ ở đây, nhưng mà rất ít. Họ thường thường họ chỉ thiết kế một vài lỗ dưới đáy này để thoát nước thôi. Nhưng mà đối với cái túi vải này, đây các bác nhìn thì nó là không có cái lỗ nào, nhưng mà nó sẽ thấm xung quanh tất cả mọi bề mặt tiếp xúc này, nó sẽ thấm nước ra ngoài, nên là thoát nước rất là tốt, không sợ bị úng. Các bác nào mới trồng thì các bác chưa quen, chưa ước lượng được nước, các bác tưới sợ tưới nhiều quá nhiều cây nó úng, thì các bác nên lựa chọn túi vải này. Đây bây giờ em xả nước vào cho các bác xem, em lấy một vài cái là em xả nước các bác xem, nó thoát nước cực kỳ tốt luôn. Nhìn thì không có lỗ nào đâu, nhưng mà nó thấm tất cả qua cái bề mặt này các bác. Đây. Đây, ôi kia rồi, ra ngoài. Các bác đợi em tí. Đây, em xả nước vào đây. Nó đã chảy đi luôn các bác. Nó không đọng một tí nào. Đây giờ em thử nhấc lên. Đây. Em nhấc, vừa nhấc vừa xả nha các bác nhé. Đây các bác nhìn dưới đáy này. Đây là dưới đáy cái túi vải. Đó. Nó chảy ra hết, nó không đọng tí nào. Nó thoát nước cực kỳ tốt. Đó. Cái nào cũng như nhau các bác nhé. Đây giữ cái khác này. Đó. Đây xả vào. Nếu mà nó không thoát nước, nước nó sẽ đầy lên. Nên đây các bạn thấy, nhưng lên phát là nó thoát hết nước luôn. Đây. Đây em chùm cao cao để em quay cái dưới cho bác xem. Thoát nước cực kỳ tốt. Đây em. Đây cái vòi nước nó chui hẳn ở trong này rồi, nước vẫn đang chảy này các bác nhé. Đây dưới đáy đây. Đó. Đó, ưu điểm lớn nhất của cái túi vải này là thoát nước cực kỳ tốt. Đây. Cho ra ngoài hết sạch nước luôn. Đó, nên các bác không lo bị úng. Đây em xả thêm một cái túi cho bác xem. Đó.
nhấc ra ngoài, không còn tí nước nào. Đó, thoát nước cực kỳ tốt. Đây em dốc ngược lên cho các xem rõ hơn. Đó, không còn tí nước nào. Các bác mua liên hệ với em theo số điện thoại là 0375 524180, số điện thoại em dùng cả Zalo nhé. Còn giá các loại của em có đầy đủ từ 20x20 đến 80x60 ở bảng giá chi tiết em để phần mô tả các bác nhé, mô tả video ấy. Các bác có thể liên hệ với em theo 3 hình thức, đó là thứ nhất là gọi điện theo số điện thoại 0375 524180. Hình thức thứ hai là nhắn tin qua Zalo, vẫn cái số đấy các bạn, số điện thoại vừa rồi. Hình thức thứ ba là bình luận dưới video và em sẽ trả lời các bác. Bảng giá chi tiết này các bác tham khảo phần mô tả video. Rồi em xin chào các bác.